thứ 3, mỏ lan tây và lan đỏ. Được phát hiện vào năm 1992 và năm 1993, thuộc lô 06.1 nằm ngoài khơi cách tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 370 km. Hai mỏ khí Lan Tây và Lan Đỏ là dự án khai thác khí có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Từ khi bắt đầu khai thác mỏ Lan Tây vào tháng 11 năm 2002 và mỏ Lan Đỏ vào tháng 10 năm 2012, lô 06.1 đã cung cấp an toàn và tin cậy khoảng 48,5 tỷ mét khối khí và 18,5 triệu thùng dầu condensate, đáp ứng khoảng 1/3 lượng khí cho sản xuất điện của Việt Nam trong nhiều năm. Dự án đã thực hiện thành công 3 giai đoạn. Lan Tây nâng công suất lên 16 triệu mét khối khí một ngày và phát triển mỏ Lan Đỏ. Ba nhà đầu tư là Nga, Ấn Độ và Việt Nam của dự án khí tự nhiên ngoài khơi lô 06.1